thiệt là tức chết. Mém chút xíu nữa là xong rồi. Tại con nhỏ đó mà hư bột hư được hết trơn. Không được. Phải tìm cách đẩy nhanh tiến độ. Phải tìm cách gây áp lực với tất cả những người chưa ký tên. Phải đồng ý ký tên hiến đất cho mình. Ai đó? Em Đức chị ơi. Em Đức nè. Mật khẩu. Đêm hôm khuya khoắt ở đâu vậy? Thì em tới gặp thầy, có thầy đây anh chị. Có. Mà khuya quá gặp dữ biết được, ngày mai được không? Dạ, em có chuyện gấp lắm, chị gọi thầy giùm em cảm ơn. Đứng lại. Thầy ơi, có người cần gặp. Ủa sao bóp còn kêu nữa chị? Bóp mới nghe, cái kêu không có nghe đâu. Giảm dữ à. Thầy ra. Ha. Ai cha, cậu còn dám giác cái mặt tới đây nữa ha. Tôi chưa tính sổ với hai anh em của ông đó nha. Sổ gì thầy, tới tháng mới đóng cho thầy, con mới đóng đi tính sổ gì thầy? Con không biết gì hết trơn. Dạ con đâu biết gì đâu thầy. Tới đây kiếm tôi có chuyện gì không? Nói được không thầy? Người nhà, tự nhiên đi. Con nghe mấy bạn con nói á, thầy thần nông quảng đại lắm, thầy làm cái quần gì cũng được á. Thằng nào mà láo tét hỗn sực như vậy hả? Thằng nào? Thì mấy thằng trong xóm này nè, con có biết đâu. Nó nói thầy làm cái quần gì cũng được, cho nên nó kêu con mang cái vali này nhờ thầy mở giùm con. Cái quần gì tao cũng làm được hết á. Cái vali này thì nghĩa địa gì? Thầy mở giùm con được không thầy? Mà đựng gì ở đâu? Con đâu có biết đựng gì trong đây đâu. Con mà biết đựng gì thì con để nó luôn rồi, con mở làm chi? Con nhờ thầy nè. Nhìn cái vali xịn, chắc trong này chứa đồ quý. Mở thì cũng được á, nhưng mà phải có phí. Suốt cuộc đời thầy cái gì cũng phí hả thầy? Có khi nào thầy nói miễn phí không? Không có phí là phí cuộc đời nha con. Bởi vậy mấy bạn con nói không sai. Thầy làm cái quần gì cũng có phí á. Cái thầy quần này mày hổn hoài mày. Thì mấy bạn con nói mà. Mà giờ thầy giúp con được không? Giúp thì cũng được á. Phí đi. Ok. Đây. Mất mệt. 220. Thần Linh chỉ lấy chẳng thôi, không có lấy lẻ. Nè, lấy lẻ tạo nghiệp. Cất đi. Thầy cứ tạo nghiệp đi, thầy đưa thầy chẳng cho em đi. Tao mà lấy lẻ không đưa mày tiền chẳng á là gây thảm họa đó. Cất đi. Bo được không? Mở cẩn thận vậy mẹ. Không có được hư gì trong đây nha. Yên tâm. Ta vô trong đó ngồi thiền niệm thần chú. Giờ ngươi chịu khó ngồi đây nói chuyện với bảo vệ. Cho em vô trong được không thầy? Trong đó toàn là thần linh thôi mà. Mày vô trong mấy ngày bẻ cổ mày. Ở đây thì cũng... đây cũng bẻ khác. Coi chừng nói nha. Dạ. Chờ tôi một giây nha. Tôi sẽ hoàn thành công việc này ha. Ủa thầy. Vậy mà thầy xài nhân đốt hay nhân điện vậy? Cái quần. Khoái nó cái quần lắm phải không? Hèn gì suốt cả cuộc đời chú em mặc quần tà lõn. Em có nói cái quần đâu chị. Mấy bạn em nó nói á. Ngồi chơi. Chị, hay là sáng giờ em đâu ăn được gì đâu. Em đau bụng quá, em mới ăn được con không tiếp. Hay là chị cho em ra ngoài em canh cho nha. Cảm ơn chị. Cho mày hết tô hủ tiếu luôn. Thầy. Cái vali ở đâu vậy thầy? Thằng Đức, anh của con Dương, tự nhiên nó mang cái vali đầy tới đây nhờ tao mở ra giùm. Nhưng mà có một điều lạ là khi tao hỏi nó trong đây đựng cái gì, nó không biết mày. Mày thấy ngộ không? Tao nghĩ hỏng chừng ở trong này có cái gì đó rất là quý giá. Vàng, bạc, châu báu, kim cương của hỗn trực nữa mày. Vậy ra là
Thầy, thầy, bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ mày chạy ra ngoài chợ liền, kiếm một cái vali giống hệt như cái hiệu này, mang về đây cho tao. Nhanh lên, đi 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 lên, coi cho kỹ để mua cho đúng. Rồi còn gì chưa? Đi đi. Rồi thầy. Ừ. Thầy cất kỹ vậy thầy. Ê ê dạ? Đừng có đi đâu, đi cửa sau. Anh lại lên dạ, cứ nhớ rồi. Ừ. Nhớ rồi. Ủa bác sĩ, mẹ con sao rồi bác sĩ? Mẹ bị viêm phổi. Mấy hôm nay á, con cho mẹ uống thuốc gì vậy? Mẹ con uống thuốc của ông Năm Chung á, là củ sen nấu với lá bùa. Ông nói là nếu như mẹ con thành tâm giới lại thần linh là sẽ hết sớm. Trời đất ơi, tại sao lại có thể uống những cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc như vậy chứ? Con á, sau này chăm sóc mẹ cho cẩn thận nghe chưa? Còn cậu, theo tôi về phòng khám lấy thuốc. Cho uống 2 ngày, nếu mà không thấy bớt á thì đưa vô bệnh viện để mà theo dõi. Không đi bệnh viện đâu, đâu bệnh gì đâu, đi bệnh viện bác sĩ. Anh, ý của bác sĩ á là anh đi lấy thuốc dùng cho dì Lượng. Ủa cậu sao vậy? Lấy thuốc rồi thuốc cho chị này. Cậu bệnh gì muốn? Làm cũng tưởng đâu đang khỏe, uống cho nó bệnh, bệnh xong uống thuốc cho khỏe lại. Dạ xin lỗi bác sĩ, con bị bấn loạn tại con lo cái chuyện ông thầy pháp. Thôi đi theo tôi nè. Anh Lam em cảm ơn anh nhiều nha. Dì giữ sức khỏe nha. Em cảm ơn chị Dương. Ê, để tao ngủ chút coi. Trời đất ơi. Dạ, dạ thầy. Thằng kia đâu? Dạ, nó ngoại. Biểu nó vô. Dạ. Ê, thầy kìa. Mày làm gì đó? Dạ con đợi thầy lâu quá, với nãy con ói con mệt quá, con nằm ngủ một miếng. Thầy mở được chưa thầy? Xong rồi. Thầy giỏi quá thầy, cảm ơn thầy nha. Cái gì trong đây thầy? Đạo đức của một người mở vali đâu có cho phép thầy tự tiện coi hàng trong vali của người ta. Giờ thần linh đã trả mật khẩu về 3 số 0. Ba số không? Ờ, mở thôi đi, coi cái gì đọc. Dạ có mật mã thôi, về để con mở cho. Thôi khỏi đi. Không. Rồi sẵn rồi, mở ra cho coi luôn đi. Dạ thôi để con về con mở nha, cảm ơn thầy nha. Công nhận thầy giỏi thiệt chứ, thần thông quảng đại thiệt. Làm cái quần gì cũng được luôn. Cảm ơn thầy. Cái thần quần này, đi đi mày. Đứng lại mày, nắm đi anh chậm. Đứng lại đây, anh. Ai thôi vậy? Ai? Mày đây, mày hung dữ, mày hung dữ. Ui trời ơi, buông nè, buông người lại, buông người lại. Nè, nói cho mày biết nha, dám đụng tới người yêu tao hả? Buông ra, mày. Thôi anh. Quấn gì mà như con không đẻ vậy? Đừng. Rồi xong. Đáng lẽ không có nhận ra mày đâu. Đi ăn trộm mặc áo bò đá. Ngu quá da. Trời ơi quýnh dữ vậy trời. Tứ mặc với con heo mặc áo bò đì ha. Trời. Nè, tụi tao đã nghi rồi. Biết thế nào á, mày cũng mò đầu tới nhà bà ngoại để mà thuốc gà bà ngoại đúng không? Có đâu. Không có đâu, ngày hôm nay bà ngoại không có ở nhà. Không. Không phải. Tôi á là tôi đang đi đường xong rồi tôi bắt vệ sinh, tôi vô đây tôi kiếm chỗ tôi đi vệ sinh. Sao? Đâu. Làm cái gì? Làm gì cái thớ khó coi quá vậy? Ê, đừng có lục. Dừng đó. Đừng. Hai khối này quen lắm. Y chang lụm được ở bên chùa gà ông Toan luôn á. Nó đó. Giờ sao? Ôi dạ, đau. Nè, tao cho cơ hội lần cuối. Giờ có khai ra không? Ai là người đứng sau vụ này? Quân tử nhất ngôn. Có chết tôi vẫn không khai. Mày khai không? Đúng rồi, nghe lời chị gái đừng đánh tôi đau quá thôi. À, anh hiểu rồi. Hai gói này gà uống vô chết.
Anh nghĩ nó uống vô con lặt lìa đó. Mày. Ông Nam Châm á. Hả? Ông Nam Châm á. Ông Nam Châm là ông sai tôi này. Đi qua đây thuốc hết gà chứ không phải tôi đâu, tôi biết gì hết á. Ê ê. Hả? Hồi nãy mới mà. Muốn tự giúp ngôn, có chết không khai. Nãy giờ ông khai chết sao? Ông Nam Châm á thì... có khai á thì cũng chết à. Ai? Đúng rồi. Ê, cái gì kìa vậy? Biết vậy tôi đâu có khai đâu. Chết rồi, xin lỗi Nam Châm. Ủa, anh chưa xé ra mà sao nó xỉu rồi? Nè, nhắc cho thỏi đế mà bà đặt. Hai bé ơi, Dương ơi, Lâm ơi, đâu hết trời? Kệ hai đứa mày. Vậy là thành công rồi. Công nhận thầy Nam Chung giỏi thiệt chứ. Không có ai mở được cái khóa này mà ổng mở được. Hai đứa mày không ra, có vàng bạc gì là tao lấy một mình, khổ chia nha con. Cảm ơn thần linh. Phải cầu nguyện thần linh lại một lần nữa chứ. Sen linh linh, địa linh linh, rớt xuống sình, vẫn còn trinh. Hy vọng là cho con có nhiều vàng nhiều bạc nha. Không, không, không. Không lẽ có ba củ sen mà mấy giang hồ nó gượt mình từ thành phố về tới vậy trời. Nam Chung nè. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, con. Mẹ ơi, con muốn mẹ ăn uống. Con có muốn lừa gạt bà con đó. Tại con thiếu nợ ông Nam Châm nên ông bắt con đi theo ông. Ông ép con làm. Mẹ ơi, mẹ biết con phải là bé xấu rồi mẹ ơi. Đừng giận con nha mẹ. Mẹ không giận con đâu, con ngủ đi con ngủ nha. Đà ơi Đà. Sao đêm nào mày cũng ngủ mơ hết trơn vậy? Đà đà, chức mẹ con ơi, chức mẹ con nặng quá con. Mày mơ đi, tao phải trầm cảm luôn. Mẹ, mẹ đừng bỏ đi mẹ. Mới hoài
mình vào đây. Đi kiếm cái vali. Em đã nói với anh rồi, là ông có năm chum bên này, ông không đáng tin đâu. Còn đáng đưa cái vali cho ổng nữa. Tao có tin đâu. Mấy thằng bạn tao nói ổng thần thông quảng đại á, làm cái quận gì cũng được á. Thằng quân xa đi. Chú chả mớ hoài à. Nói chuyện tới sáng chả cũng hay. Mày đi đâu đi vậy? Em đi tìm đồ quan trọng hơn là cái vali của anh nữa kìa. Cái gì quan trọng hơn tao? Nửa đêm nữa không à. Một mình thân gái mày vô đây, rồi hai thằng đàn ông nó làm gì mày sao? Rồi mày có bầu, rồi mày đẻ ai nuôi? Tao tiền tới mày không có nữa. Anh bị gì á? Tự nhiên á có bầu, đi điều tra thì mình đi ban đêm, đi ban ngày cho người ta phát hiện hả? Tới giờ nước này á, cái chuyện này là do anh á. Anh còn trù em có bầu nữa hả? Tôi lo cho mày đi bộ. Anh lo thì anh đâu có gây chuyện ra đâu. Bây giờ á, em cần tìm giấy tờ tùy thân của ổng. Anh phụ em đi kìa. Tìm giấy tờ tùy thân thì phải hiến thân. Cái gì hiến thân? Cái gì? Lên làm đàn ông mò thôi. Thôi anh làm đi, em không làm được đâu. Đi đi, em tìm vali cho. Cẩn thận á. Mò vậy không dậy sao? Mà lấy cái quần ổng không cũng may nữa. Mày để tao. Để kiếm ở Ali. Anh hai, nóng vô. Mày rảnh quá. Để đó đi, sáng không để vô. Làm khốn vậy vô. Giờ đi tìm cái vali nè. Anh hai, cái tủ. Tao đi tìm cái vali, mày chỉ cái tủ làm gì? Ông có cái vali trong cái tủ. Cái thằng quỷ kia nó vậy, nó kêu mẹ nữa vậy. Lấy được rồi. Giờ ra tất cả giấy tờ của ông nằm trong này hết. Giấy tờ ông đây nè. Vali của tao. Là sao? Chuyện vậy á. Kể mày nghe sao. Sao hai ba cái vậy? Mày cất cái vali này vô trong giùm tao đi. Ủa, cất vô làm gì? Chuyện mày làm, mày làm đi. Mày lên. Rồi quá à. Để cho ông biết thế nào là gãy ông đập lưng ông. Gãy ông đập lưng ông gì nữa. Một lát về tao lấy gãy tao đập lưng mày, mày biết à. Cả hội viên của Búp Sen Hồng nghe đây. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta tập trung ra đây để lắng nghe thầy Năm Chung phổ biến về chính sách đất đai của làng mình. Thưa bà con, chắc bà con cũng đã biết tại sao bà Lượng lại bị bệnh nặng như vậy. Đó là bởi vì bà cầu xin thần linh, nhưng lại chậm trễ trong việc hiến đất để xây đền, khiến cho thần linh nổi giận mà quở phạt. Chúng ta đang đứng ở cái mảnh đất giữa nhà của bà ngoại, ông Toan và bà Lượng. Đêm qua, thần linh đã báo mộng cho ta biết. Thần linh đang nổi giận bởi vì chúng ta đang chậm trễ trong việc hiến đất xây đền. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa thì tai ương
có thể ập xuống đầu của làng mình bất kỳ lúc nào. Bà con đã nghe rõ chưa? Hết chưa? Trời đất ơi, con gái đi đâu đây? Con đi đâu vậy? Đừng có ai tin lời mấy cái người lừa đảo này hết á. Thần Linh gì ở đây? Ông Nam Chung với ông Đà, hai người này chỉ muốn moi tiền cái làng mình thôi. Nè, con đừng có nói bậy nghe. Con không có nói bậy. Bài học là má của con nè. Nếu như mà má con á hả, đi bệnh viện sớm, không có uống thuốc tầm bậy tầm bạ nghe lời mấy người, bây giờ má con đã khỏe lại rồi. Trời ơi, con gái à, không phải vậy đâu. Là tại vì do má con á, không chịu hiến đất cho thần Linh nè, mấy thần Linh quở phạt rồi, mới bệnh nặng như vậy đó. Ông thầy đó nghe, ông thầy ông đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà má của con không chịu, bây giờ mới ra nông nổi này nè. Đó, cũng như con vậy, con cứ cãi tới cãi luôn như vậy đó ha, thần Linh sẽ phạt con như là phạt mẹ con vậy đó. Bữa tao nó nói hoài em nghe tức quá, bây giờ làm sao đây? Lo đến đây bà con cô bác. Ngày hôm nay tôi tên là Dương, tôi có một chuyện động cần thông báo cho bà con cô bác biết ạ. Rồi mọi người cứ đọc đi nha. Nè chị cứ đọc đi. Ủa là sao vậy? Tịch thu hết. Tịch thu hết. Giấy tập bậy tập bạc hả bà? Kính thưa bà con bình tĩnh nghe con nói. Nói đi con. Tên Nam Châm này không phải là thầy tu ở trên núi. Vậy cái tu ở đâu? Dạ tu quyền tù. Trời ơi. Ra nè. Làm chi? Thầy Nam ơi, cái giấy này thầy ra tù nè, đúng không? Họ ghi rõ ràng nè. Lần thứ nhất ăn cắp giặt nè, phạt 1 năm. Lần thứ hai ăn cắp dây cáp, phạt 2 năm. Lần thứ ba ăn cắp xe lưu, phạt tù 3 năm. Trời, ăn cắp nhiều vậy? Sao ngu vậy? Ăn cắp mà cắp xe lưu rồi làm sao mà chạy? Bà con bình tĩnh, đừng có nghe cái nhỏ này nó vu khống tôi. Ôi da. Nữa hả? Dạ. Thật ra ông Nam Châm không phải là đi tù, đừng vu khống ông ta tội nghiệp. Đi tù là ở đây nè. Ê, em phải quan xí xí. Sao ông Nam Châm giới thiệu người này là giám đốc mà? Ơi, giám đốc đâu mà giám đốc. Chú cứu con. Cái gì ông quen biết đâu cứu? Ủa quen mà. Giám đốc. Trời ơi, hôm qua là chú nói con là qua nhà của bà ngoại á, là ăn cắp gà là chuốt hết gà cho chết hết luôn. Trời, giờ nó không quen con kìa. Gà của tôi. Bình tĩnh. Bà con đừng có nghe mấy người này vô khống. Tôi là sứ giả được thần Linh phái xuống cái làng này. Ông mới là người vô khống, ông mới là cần bình tĩnh, ông hiểu không? Hả? Thần linh nào đi hại bà con đúng không? Tôi đâu có hại đâu. Bà con thì có. Hết lần này tới lần khác rồi ha. Giao tài sản cho ông á, đúng là giao cho lừa đảo. Lừa đảo. Bây giờ có thần Linh nào kêu thần Linh đâu hại tôi đi. Tôi đang giữ trong tay một bằng chứng rất là quan trọng. Gì vậy? Đó là một cái clip của đệ tử Nam Châm. Clip này là clip thằng Đà nó tụng kinh mỗi đêm mà. Clip nó hay like. Clip này là clip mỗi đêm anh ta ngủ, anh ta nói chuyện với lại ông. Trời ơi, nói chuyện không? Trong YouTube. Cho bà con coi đi, đây. Cho bà con coi đi. Trời ơi, ghê vậy. Bà Lượng, tôi có nấu cháo thịt tầm nè. Bây giờ bà muốn ăn liền á thì tôi chạy xuống dưới tôi lấy cái muỗng cho bà ăn. Còn nếu bà chưa muốn ăn á, để đây ngồi hầm lại ăn nha. Thôi cứ để đó đi. Bà làm vậy tôi ngại quá à. Sao ngại? Ủa, bà không giận tôi đó giờ cứ hay xỉa xói bà hả? Ủa có hả? Tôi với bà có giận nhau hả? Nói nghe nè, tôi bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, quên hết rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm nha. Cũng tại tôi không nghe lời bà cho nên mới ra nông nổi này nè. Cứ đi nghe ba cái lời sằng bậy không à. Thôi bỏ qua đi ha, quên hết. Bây giờ mình làm lại từ đầu đi nha. Mai là cái bệnh của bà nó còn cứu kịp đó, chứ không thôi là tiêu rồi. Bây giờ đừng nghĩ vậy đó, nghĩ tới sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Ơn nghĩa gì cũng biết là mệt. Mẹ ơi. Mẹ. Sao rồi con? Dạ, thầy trò Nam Châm á bị anh em tụi con lật tẩy rồi. Ôi vậy hả? Nhưng mà chưa bắt được ổng, ổng bỏ trốn rồi, bây giờ bà con đang truy đuổi ổng á. Hy vọng là bắt được ổng, phải bắt ổng trả giá mới được. Trời ơi, mém chút nữa là mất miếng đất về tay anh trả rồi. Dạ đúng rồi. Dì, bệnh tình của dì sao rồi, khỏe nhiều chưa? Dì đỡ rồi, cảm ơn con. Dạ. Nè, công nhận nha,
Bà có phước dễ sợ luôn á. Có đứa con gái vừa xinh đẹp, dễ thương, là hiếu thảo nữa. Cũng vì mẹ mình mà cắt miếng đất cái giao cho ông Nam Chum. Thiệt tình luôn á. Thông minh lắm á mẹ, giỏi lắm á. Ôi, thì chị cũng có đứa con trai thông minh giỏi giang mà. Ganh tị cái gì không biết nữa. Ê, không mấy mình làm xui gia với nhau đi. Không được. Sao không được? Không được đâu. Con có người con thương rồi. Con cũng có người thương con rồi chứ bộ. Ai? Ai thương con vậy hả? Cái đó mốt mẹ biết sao. Cái người mà tảnh tảnh khùng khùng kia vậy. Hai cái người đó làm gì mà lúp ló vậy? Vô đây đi. Tôi ân hận quá. Cũng vì kiên cha mà hô phong vũ nữ. Cái gì vũ nữ? Cái gì vũ nữ? Cũng tại tôi mê tín dị đoan nè, mới hại bà Lượng bệnh tình như vậy nè. Rồi không chịu uống thuốc uống thang. Tôi lo đi theo thần linh không à. Cũng tại tôi xin lỗi mẹ nha. Ngoại sao vậy? Làm gì mà úp mặt vô tường như ngoại? Khổ ghê á. Xin lỗi cái gì? Tôi cũng là nạn nhân nên tôi hiểu mà. Thật ra nếu không phải miếng đất đó của ba con Trinh để lại cho nó, chắc tôi cũng dại dột đem dâng hết cho thằng cha Năm Chum rồi đó. Ngoại vậy? Cái hình ảnh là chưa đi học con bị ướp mặt vô tường. Nhà con xin lỗi. Cái gì vậy ngoại? Cái gì vậy? Trời ơi, mất vệ sinh ghê. Tôi xin lỗi bà. Cũng tại tôi là trách mắng bà. Tại vì bà không chịu vô cái hội búp sen hồng. Ôi, quên đi, quên cái hội đó đi. Quên cái hội búp sen hồng rồi đi. Xuyên chút xíu nữa là bà cũng bị lừa đảo rồi đó. Thôi, xíu xóa hết. Kể từ nay không có giận, không hờn gì hết trơn á. Mình là người chung một ấp phải không? Giống như gia đình vậy đó. Lập lỗi. Tôi quên mau lắm cho nên bỏ qua hết ha. Thôi nãy giờ kể từ nay về sau đừng có búp sen hồng nữa. Mình lập lại cái búp sen vàng đi nha. Cái quan trọng bây giờ á là ngoại nè, dì Toan nè, chỉ là mọi người. Ông Toan. Ông Toan là ủng hộ được vấn đề, là thấy được cái sai của mình là được rồi. Đúng rồi. Cô đừng khóc nữa bà. Cười khóc nào. Trời ơi, cười mà tưởng. Từ nay nè, hãy bất cứ một cái chuyện gì đó, tụi tôi cũng đều hướng về phía bên bà hết nè. Đúng rồi. Trời ơi, tôi nghĩ lại thấy mình dại dột quá. Hồi đó nó có bao nhiêu tiền dâng hết cho thằng cha Năm Chum. Rồi bây giờ bệnh tình vậy không biết tiền đâu mà mua thuốc nữa đây nè. Thôi mẹ. Để mai mốt con gái làm thêu làm mướn á, con kiếm tiền chữa mệnh cho mẹ nha. Không cần đâu. Không cần phải đi làm thuê làm mướn cực khổ đâu. Dì ơi, con nói dì nghe nè. Tiền ở đâu là phải trả về đó. Cái gì vậy? Trời ơi, cái vali tao chưa có mở được, mày lấy con heo sao bỏ vô được? Anh nghĩ sao con heo bỏ vừa vali vậy? Cung thiệt luôn á. Xin lắm. Ê, tiền. Đúng rồi. Con heo đầy tiền luôn á. Tiền này là tiền của bá tánh. Bây giờ mình lấy đi trả lại cho người ta. Đúng rồi. Tiền này là ông gạt biết bao nhiêu người. Ông bỏ trong này, ông không dám để ngân hàng. Lỡ như có chuyện gì, ông ôm con heo chạy cái là gọn gàng. Chỉ có anh là hiểu em thôi rồi. Đi, vậy giờ mình ôm con heo về đi, tính gì tính. Ê, không được. Mình để con heo lại đây mới có phim hay để coi chứ. Phim gì? Mình phải cho ông một bài học. Như thế nào là gậy ông đập lưng ông. Mày khùng quá. Cái chiêu của tao là gậy ông đập lưng ông. Còn cái chiêu của mày là trộm lông cháu phụng á. Đù. Ngài thông minh dữ ta. Yeah, cái quà. Đó, chuyện là vậy đó gì. Yên tâm chưa? May mà mình còn giữ được con heo để phòng thân. Không thôi là chết đi từ đó rồi. Hả? Sao toàn là tiền âm phủ không vậy trời? Lại là con Dương nữa. Mẹ nó lại chơi mình nữa rồi. May mà mình giữ được cái vali của thằng Đức. Hai anh em mày
rồi để biết tại tao. Tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Tao mới đây mà nhanh nữa, trốn đâu mất tiêu trời. Nó kìa. Bắt nó rồi. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, mấy anh làm cái gì vậy? Chạy đâu cho thoát hả? Cái gì vậy? Sao mấy anh bắt em? Mày giống ai đó cái ba ly đâu? Anh ơi, anh muốn ra đi, nghe tôi giải thích đã. Tao đâu có ngu thả mày chạy rồi sao hả? Vậy thì bây giờ phải nghe tôi nói. Tôi biết hai anh em nhà kia. Hai anh em nhà nào? Một nam một nữ ở trên thành phố xuống đây trốn nợ, trốn giang hồ đó. Mày xạo là mày giống ai đó. Ừ. Trời, không phải đâu trời ơi mấy anh ơi. Người giống người thôi, không phải tôi đâu trời. Ê, tôi biết chỗ cái người mà giữ vali. Đang ở đâu? Hắn ta kia. Chạy đi. Mày, đứng lại. Trời ơi. Ê, chồng mày vậy? Trời ơi. Làm gì như con cá vậy? Anh hai, lớn chuyện rồi. Sao? Về liền. Sao vậy? Đi. Con có này. Dục lại. Đại ca. Đại ca ơi, đại ca. Xoay lại. Đại ca, tôi hãy bắt được thằng thầy, tìm được qua liêu này đại ca. Tụi bây làm tốt lắm. Dạ, thử nó sao đại ca? Hả? Hàng có rồi. Xử nó đi. Dạ. Đừng quay. Đừng có chiếc em. Em vô tội nữa. Quang cho tôi qua mà. Tôi bị quang. Cái tiếng thằng này nghe quen quá vậy ta. Nghe tiếng mà không có thấy hình. Khui hình. Ôi. Đại ca quá giận dữ. Đại ca muốn em giết nó làm sao? Treo cổ, trôi sông hay tắm? Chúng bà nội bị chứ xử. Trời ơi trời. Tụi bay biết ai đây không? Dạ không. Sư phụ tao nè. Sư tổ tụi bay đó. Trời ơi trời. Sư phụ. Ba đen. Trời ơi. Trời ơi sư phụ. Ba đen quá trời ơi, mừng quá. Mời sư tổ. Dạ. Mời sư phụ. Dạ. Con xin lỗi sư tổ. Nè, quỳ xuống mày. Xin lỗi là phải thành kính phân ngu chứ. Dạ, con xin lỗi sư tổ. Mắt con ngờ ngợt không thấy thái sơn. Cây cổ thụ mà tưởng cọng cỏ gian đường. Xin lỗi sư tổ. Dạ, con xin lỗi sư tổ. Con không biết, do nên con đánh sư tổ quá trời quá đất. Xin lỗi sư tổ. Thôi, coi như là hiểu lầm thôi mà. Cũng vì cái chuyện này mà hai đứa nãy giờ cũng bị ăn đòn no nê rồi. Thôi, coi như quề, bỏ qua. Thôi đứng lên đi con. Đứng lên. Muốn cho phép thì đứng lên đi. Dạ. Đòi ở sư tổ, đòi ở ca. Sư phụ à, kể từ ngày mà con sức môi tới giờ đó. Con bị sức môi hồi nào vậy? Không phải, tại con nói nhanh quá rồi cái chữ này lẹm qua chữ kia. Sức môn. Sức môn. Dạ. Kể từ ngày con sức môn tới giờ đó, mà sao cái tin tức sư phụ nó vắng bặt à? Mặc dù con tìm kiếm khắp nơi. Chuyện nói vậy nè, kể từ dạo đó đó, cái sư phụ gặp được thêm một cao nhân nữa, rồi cái sư phụ quyết định gác kiếm đi lên trên núi tu cũng đã mấy năm trời rồi. Ồ, thế à? Tốt quá. Sư phụ à, con còn một cái chuyện này muốn hỏi sư phụ nè. Chuyện gì con? Tại sao sư phụ có được cái hoa ly này vậy? Gì? Nói đi. Sao vậy? Thật ra là cái chuyện nó như vậy. Dạ. Có cái thằng kia nó tên là thằng Đức. Rồi cái nó tự nhiên nó đưa cái vali này nhờ sư phụ mở khóa giùm. Rồi nhưng mà sư phụ đâu có biết mở đâu, cái sư phụ ra chợ mua một cái vali khác giống hệt như cái vali này, rồi cái sư phụ đưa cho nó. Rồi sư phụ định ở nhà rồi từ từ mình mò ra cái mật khẩu rồi mình mở. Hả? Nhưng mà
có mở không? Chưa kịp mở là bị ai nảy tố rồi. Thôi chứ sư phụ đó. Con nói thiệt với sư phụ á, đồ của con đó, cái thằng nào mà lấy cái tay mà đụng nhẹ vô chút xíu thôi nó coi như về thăm ông bà mà không tốn tiền xe. Sư phụ biết tánh con mà. Nóng lắm. Tánh này nóng lắm. Mà sư phụ biết cái hoa ly này của ai không? Không lẽ của con? Sư phụ đoán đúng rồi đó. Mà sư phụ có biết cái gì ở đống không? Đâu có biết, đâu có mở ra được đâu mà biết. Hên nữa. Mà trước sau sư phụ cũng phải biết không? Muốn biết là sao? Thôi, đồ của con. Sư phụ đâu có nhiều chuyện đâu mà muốn biết làm chi. Trời ơi, con với sư phụ mà biết cũng đâu có sao đâu. Mở ra. Dạ. Mật khẩu đây ra. Mật khẩu sư phụ. Đâu có biết. Biết là xong phim sư phụ rồi. Không biết. Không. Hên nữa. Hên nữa. Dạ. Mở không ra này ra. Ca, có khi nào bị đổi mật khẩu không ca? Dám lắm à, dám bị đổi mật khẩu rồi đó. Đặt cái cho tao. Nhanh lên. Mày dán ra đi. Có bao nhiêu là làm không xong nữa. Mở đi. Mở ra. Củ sen. Như vậy là sao sư phụ? Sư phụ đâu có biết. Không biết hả? Nó chơi thầy rồi đó. Má, cuộc chơi nó bắt đầu thú vị rồi đó. Làm gì em căng thẳng quá vậy? Anh nói nghe nè, bất kể chuyện gì á cũng phải thả lỏng ra mới giải quyết được, hiểu không? Nói đi con, chuyện gì nói đi. Để em nói. Dạ thưa dì, hôm nay con có một chuyện rất là quan trọng muốn nói với dì. Quan trọng cái gì thì cứ nói thẳng đi. Mẹ anh hào phóng lắm, mẹ anh bỏ qua hết á. Mình với gia đình nhau hết trơn mà tự nhiên. Dạ thưa dì, thiệt sự là hai anh em tụi con họ không phải xuống đây chơi, mà là tụi con trốn các bạn ngân hồ ạ. Dạ, lúc đầu á là con nghĩ cái chuyện nó đơn giản thôi, ai ngờ đâu bây giờ nó phức tạp quá, bọn nhân hồ nó tím xuống tận đây luôn, cho nên con không dám giấu gì nữa. Quá đáng rồi. Cái nhà này từ nào giờ chưa bao giờ dính dáng xã hội đen, xã hội điếc hay là giang hồ vậy trơn. Tự nhiên hôm nay đi xuống đây ha, rước quả về gia đình của tôi. Trời đất ơi, sao vậy? Mẹ ơi, mẹ, bình tĩnh đi mẹ. Cái chuyện này con thấy cũng đơn giản, từ từ mình giải quyết mẹ. Thế là theo như con biết rõ nhất á là anh Đức nè, ảnh cầm lộn cái vali của tụi giang hồ rồi tụi nó mới được về đây, chứ không phải là ảnh có ý đồ gian xảo gì đâu. Trời ơi, cái mặt gian gì hả mà con tin hả? Cái này sách thiệt chứ sách lộn cái gì. Trời ơi, con xem mặt bác hình dông mau quá ha, hay quá ha. Trời ơi, ngay từ đầu nói cho tôi đề phòng đi, tới bây giờ mới nói. À, bây giờ về đây nè, xã hội đen người ta tìm đến đây nè, có phải là gia đình tôi mang quả không hả? Cho nguyên cái ốc này mang quả không? Làm ơn đi 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 giùm tôi đi, rời khỏi đây đây giùm tay cái ha. Gì nói vậy, thôi anh em tụi con đi. Không tiệm này, ngồi im đó cho em.
Anh em chúng tôi là nhân viên ngân hàng xuống đây để tìm Đức với Dương. Hai người đó đã giật nợ ngân hàng chúng tôi. Thành thử ra đó là chúng tôi xuống đây để cần giải quyết một công chuyện chút xíu mà. Có thấy đâu không chỉ gì mà tôi nghe họ nói về cái lần này nè. Không biết, đi khác hỏi. Nè, bé Trinh ngoại chú, biết thì nói mau đi. Vậy nhóm tụi tôi nóng tính lắm, nếu mà không nói ra đi. Cho mấy người đi về thăm ông bà mà không còn tốn vé xe đó nha. Bà ngoại bây giờ sao đây? Trời, anh Công tới, rồi. Tại sao vô làng không trình báo cho tôi biết hả? Bữa nay đi năm hai. Đâu có năm hai, làng mình đâu có năm hai. Mặc đồ đen. Nãy tao nói rồi, đi mặc đồ đỏ đi, mặc gì bộ đen giống tao vậy? Trời ơi anh Công ơi, mấy cái người ở trên ngân hàng á, Đức và Dương nó thiếu tiền người ta. Bây giờ người ta thuốc tính sổ nó kìa, bây giờ làm sao đây anh Công ơi? Trời đất ơi, nó mượn tiền ngân hàng nó giật tiền người ta hả? Đúng rồi. Trời ơi, nó giật tiền tôi được chứ giật ngân hàng làm sao nó sống nổi. Trời ơi, anh Công có cách diễn kìa. Trời ơi, tới tôi giải quyết cho. Nha. Xin lỗi mấy anh. Mấy đứa nó thiếu tiền ngân hàng bao nhiêu tôi thanh toán được không? Dạ không, xin lỗi. Chúng tôi không có muốn làm lớn chuyện, muốn gặp họ để thương lượng vậy thôi. Chứ còn làm lớn chuyện ra thì nó không tốt lắm. Đúng. Dạ, dạ, chuyện riêng mà. Tôi dạ, hiểu, dạ. Tôi hiểu trách nhiệm của các anh. Dạ. Yên tâm, để giúp mấy anh đó ha. Dạ. Chỉ nhà cho tôi biết nhà tụi nó. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn. Gì? Bây giờ dì đánh đuổi tụi con thì tụi con vẫn sẽ ở đây lì dữ. Con hiểu ý của dì rồi. Ý của dì là giả bộ đuổi tụi con đi để bảo vệ tụi con đúng không? Ừ. Trời ơi, nhưng mà tụi con không đi đâu. Tụi con sẽ ở đây để mà giải quyết những hậu quả mà tụi con nó gây ra. Không có bỏ đi như vậy được. Công nhận nhỏ này hay thiệt. Diễn gì mà nó cũng bắt mạch được luôn. Tại mẹ không có học cái lớp diễn xuất á. À, biết vậy đó, đi học đi diễn cho tốt rồi. Hồi nãy con tưởng thiệt luôn á, con tính đi luôn á gì. Ừ, đó, tưởng thiệt kìa. Anh nói cho mẹ vui á. Thôi dạ. Nói chung là con đi đi. Trời ơi, dì đã nói con đi là con đi. Con đừng có lo gì cho dì hết trơn á. Đây là địa bàn của dì, không có ai dám bắt bớ ăn hiếp dì hết trơn á. Đi đi. Không, tôi còn không đi đâu. Dì tính hết rồi, đừng có lo. Mẹ, thể hiện thôi, bản lĩnh đàn ông coi, cứ mỹ nhân coi. À, con hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà không được. Sao vậy? Con lo cho hai anh em này rồi mẹ làm sao? Đừng có lo, mẹ đẻ ra con mà. Mọi việc mẹ tính hết rồi. Làm đi, quyết định gì đi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cái gì vậy? Chuyện lớn rồi, hai anh chị mắc nợ cho thành phố rồi trốn xuống đây phải không? Sao anh biết hay vậy? Chứ còn gì nữa, ngoài kia có hai người tự nhận là ngân hàng xuống đây kiếm anh chị kìa. Ê mà không nhanh chân lũi về đây là không gặp được mọi người đâu. Trinh. Đi ra sao? Có phải hai cái người đó, một người lùn một người cao, rồi trên đầu cột chùm 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 đúng không? Hai cái người mà hôm bữa em với lại mọi người trong hội đuổi đánh đó. À đúng rồi, đúng là hai quỷ đó đó. Nhưng mà em nhớ là hồi nãy ở đầu làng là có thêm một cái ông rất là bậm trợn, rất là sân si xéo sắc luôn. Đại ca xuất hiện rồi đó. Tôi chết rồi, đi báo công an liền. Gì? Sao tỉnh cái gì? Trời ơi, mình chưa có báo công an được đâu gì. Tại vì bây giờ tụi con chưa có biết được là ở trong cái vali đó chứa cái gì. Vậy hả? Ừ. Mình mở vali ra rồi mình mới biết, rồi mình mới báo công an phải không con? Trời ơi, tiếng chó sủa tụi nó tới rồi kìa. Bây giờ mau mau trốn trốn dạ. Đi con. Mau mau, nè nè, chắc nó trốn dạ. Đi con. Ra cửa sau trốn. Mẹ. Hả? Nhà này là nhà mình. Hả? Con cũng được việc lắm. Con không bị tai biến. Tại sao không để con làm? Ừ, chứ con giúp đi. Ừ, mắc mới không chú con. Nhưng mà trốn đi đâu vậy vậy? Nhưng mà trốn đi đâu? Hả? Biết chỗ đó rồi. Nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Yeah. Đi đâu? Ủa mà là ở đâu? Trời đất ơi, đi tới rồi đi kìa. Đi đi đi. Sợ nơi nguy hiểm lắm. Sợ nơi nguy hiểm đó. Đi đi đi. Con đi sao? Để đó, để đó gì đó phó mau lên. Đi đi đi. Đi đi con. Rời thành phố xa hoa, ta về với mẹ yêu. Từ tận trái tim ta thật sự nhớ người. Kết thúc một hành trình dài nhớ nơi ta gọi là nhà. Trở về thôi. Và ngày ấu thơ ta đã cùng khôn lớn và gặp những buôn ba câu chuyện với đời. Nụ cười vẫn trên môi từng ngày dù đời quá chông gai là vậy. Ta vẫn luôn có nhau. Cảm ơn thế gian đã mang cho anh một người chở che những khi
khó khăn luôn mang nụ cười. Với anh em là bầu trời, có em khiến anh tuyệt vời nhớ. Tết nay về nhà mẹ tình, Tết sau ăn Tết linh đình.